Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Bonsai Lợi Nguyên. Hôm nay chúng ta tiếp tục với clip thứ 5 nha. Dạ, chào anh Lợi ơi. Rồi, chào bà con nha. Hôm nay thì có lên mấy cây kiểng giao lưu với bà con chơi Tết nha, bông chen, một số loại cây khác. Thì cây này cũng giá mềm chơi với giao lưu với bà con nha. Rồi, giới thiệu cây đầu tiên đi anh Lợi ơi. Rồi, đầu tiên là một cây chen Nhật thành phẩm. Cây bông chơi Tết, cây thịnh chậu nha. Chiều cao 62, tán ngang là 76. Đây, cây này thì nó liền bệ nha bà con. Đây em đo nguyên tổng bệ luôn nha. Tổng bệ là 38. Cây thần chậu nha. Đây, mã số 1 đầu tiên nha bà con. Đây, cây này giao lưu với bà con có giá là 600 ngàn nha. Bao ship toàn quốc luôn nha, bao gồm chậu luôn. Đây, bà con giao lưu cây kiển là nguyên thì giao lưu qua số điện thoại là 0772877278 nha. Rồi, mã số 2 cũng là cây chanh vàng Nhật luôn nha. Đây, cây này thì có độc biến nha bà con, có một nhánh nha. Đâu, có nhánh độc biến của mình con xem nha. Chiều cao là 74, tán ngang là 80. Đây, chanh vàng Nhật bông rất là rộ luôn, bông mình chơi Tết nha. Đây, có một nhánh độc biến màu cam nha bà con. Là cùng một nhánh mà ra hai màu đúng ha. Rồi, nó liền một nhánh. Dạ rồi. Đây, nụ rất là gọn luôn. Bông bao đẹp luôn nha. Đây. Vàng Nhật nha bà con, vàng Nhật siêu bông nha. Vành bệ là 35 nha. Nó nguyên đa thân nha bà con. Đây, cây cũng thành chậu luôn. Đây, để giao lưu với bà con cũng có giá là 600 ngàn luôn nha. Bao ship toàn quốc hả anh? Rồi, bao ship luôn, bao gồm chậu cho bà con luôn. Mã số 2, chơi Tết nha. Mã số 2, số 3. Rồi, mã số 2, 3 là một cây cam nha bà con. Cam Nhật luôn nha, siêu bông. Đây, bông rất là gỗ luôn. Này, em xin đo thông số nha. Chiều cao là 70, tán ngang là 78 nha. Nụ rất là nhiều luôn. Đây, quay gần lại cho bà con xem nụ nha. Đây, hàng này là chuẩn Tết luôn. Rất là đẹp. Đây, rất là lâu tàn nha. Ra thì quanh năm. Quanh tổng là 35 đi nha. Đây, tổng bệ 35. Đây, cây thì là thùng chậu luôn. Rồi, mã số 3 này cũng có giá là 600 ngàn luôn nha bà con. Đây, bao gồm với ship luôn nha. Cái này ship cũng khoảng tầm trăm mấy 200 ngàn nha bà con. Đây, giá rất là dễ chơi luôn nha. Rồi, số 4. Đây, cam Nhật siêu bông. Chiều cao là 67. Rồi, cái tán ngang là 78 luôn nha. Đây, bông rất là gỗ luôn. Đây, quay gần lại cho bà con xem nha. Bông rất là đẹp nha bà con. Trang ngập Nhật nha. Hoành thân của nó là 35 đi. Đây, hoành tổng nha, 35. Đây, hàng cũng thần chậu luôn. Đây cũng có giá là 600 ngàn luôn nha bà con. 600 ngàn bao ship luôn nha. Cái này mình ship chậu không anh? Đây là bao chậu luôn nha bà con. Ship chậu cho bà con luôn nha. Đây. Rồi, số 5 là cây quế lá chung nha. Lá chung bông chùm, vô dây rất là đều luôn. Đây. Cây là tàn thông rất đẹp nha. Chiều cao 48, tán ngang là 64. Đây, cây này cũng thành chậu rồi. Đây, này là thợ vô dây không cũng khoảng mấy tiếng đồng hồ như mới gọi nha. Hoành đế là 22. Đây, vô dây rất là đều luôn. Rồi, mã số 5 miệt quế lá chung bông chùm nha. Đây, giao lưu với bà con cũng có giá là 800 ngàn đồng bao ship luôn nha. Đây, 800 ngàn thôi bao ship, bao gồm chậu luôn nha bà con. Rồi, số 6. Đây là một cây thủy tùng. Đây, thủy tùng rất là đẹp nha. Thủy tùng có dáng bay luôn. Cây cũng thần chậu luôn nha bà con. Đây. Đây, em này đo thông số nha. Chiều cao là 30, chiều bay là 80. Đây, cây sống rất là khỏe nha. Rồi đo cái hoành thân nó luôn. Hoành thân là khoảng 9 rồi nha bà con. Quay vị trí bên kia em thấy gọn rồi. Đây, ok. 9 nha.
Đây cây một cốt dáng bay luôn nha. Đây cây thủy tục. Đây cây này giao lưu với con cũng có giá là 900 ngàn đồng luôn nha. Này cứ một cây thôi, 900 ngàn đồng bao gồm ship luôn nha bà con. Mã số mấy anh? Này mã số 6 nha. Rồi số 7 là một cây mai chiếu thủy chung nu. Đây có cái dáng khắc đổ nha. Đây cái này mình qua mình chơi tết luôn, đang lên qua góc rộ luôn nha. Cây này nhỏ nhưng mà rất là già nha bà con. Cây hình chậu luôn nha. Chiều cao là 43. Rồi chiều đổ là 68. Đây bông trắng phiếu hết trơn luôn, rất là thơm. Đây bà con về là tháo dây ra chơi được rồi nha. Dây này siết hết rồi, tháo dây ra là chơi được rồi nha bà con. Hoành thân là 10. Đây hoành 10 nha. Mã số 7. Đây rất là đẹp luôn, bông rất là trắng luôn nha. Đây cái này em vô lưu thì không thích chậu cho bà con nha. Chậu này chậu xi măng rất là nặng nha bà con. Đây có giá là 800 ngàn bao ship luôn nha. 800 ngàn bao ship toàn quốc cho bà con chơi luôn nha. Số 8. Đây là một cây linh sam. Đây linh sam này là linh sam trắng phớt hồng nha bà con. Đây linh sam ghép nha. Đây cây có tàn dù rất là đẹp luôn. Đây chiều cao là 48. Tán lá là 60. Đây trắng phớt hồng, cây một cốt không cao rất đẹp nha. Đây trắng phớt hồng thì ít thôi chứ không có số lượng nhiều. Hoành thân là 11. Đây thân này 11 nha, cây đế nơm luôn. Đây mã số 8 nha. Đây giao lưu với bà con có giá là 800 ngàn em bao ship cho bà con luôn nha. Đây 800 ngàn thôi, bao gồm chậu luôn. Rồi đổi cây. Đây 800 ngàn bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Rồi số 9 có một cây là linh sam trắng phớt hồng luôn, vô dây đều hết rồi nha. Đây cây đang cho nụ nha bà con, hàng này bảo đảm nụ ngay tết nha. Chiều cao là 54. Tán ngang là 45. Đây đế gắt quái luôn. Đây hoành thân là 11 luôn. Thân 11 này đế gắt đều. Rồi cũng có giá là 800 ngàn đồng bao ship cho bà con luôn nha. Rồi khỏi cây luôn. Đây một cây trắng phớt hồng nữa nha, rất là đẹp luôn. Mã số 10. Đây cây này thì đang lên nụ nha bà con, bảo đảm nha. Đây chiều cao là 39. Tán lá là 49 nha. Đây đế hình thú luôn nha. Hoành thân cũng 11 luôn. Em đo ngay chân cổ 11 nha. Bộ đế rất là đẹp luôn nha bà con. Đây 800 ngàn đồng thôi, bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Rồi đổi cây luôn. Đây rồi mã số 11 là cây linh sam sông hình lá gí. Đây người ta cũng gọi là kim sông hình nha bà con. Đây cây ấm tàn nha, chiều cao 41, cái tăng ngang của nó là 68 nha. Đây rất ấm tàn, rất nghệ thuật luôn. Đây này ta dùng vô hết mấy đứt dây rồi nha. Hoành thân vị trí là 27, có 27 nha bà con. Đây mã số 11 nha. Đây kim sông hình lá gí. Đây rất là đẹp luôn nha. Rồi cái này giao lưu với bà con có giá là 2,1 triệu nha. Đây 2,1 triệu em bao ship luôn nha, bao gồm chậu luôn. Rồi 12 là một cây mai chiếu thủy chung nu. Cây này người ta đã lặt lá xuống lá là chơi ngay tết nha. Nó đang nảy lọc rất là gộ nha bà con. Cây lùng lực luôn, mấy cái thẹo thì nó liền hết rồi nha. Chung nu nha bà con, chiếu thủy chung nu. Chiều cao 40, tán ngang là 39. Đây này là lên đọt thôi, là lên bông rất là đẹp nha. Hoành vị trí này là 20. Đây vị trí là 20 thôi nha. Đây mã số 12. Đây cây này em giao lưu với bà con cũng ship chậu cho bà con luôn nha. Chậu màu xanh ngọc. Đây có giá là 1,1 triệu em bao ship toàn quốc luôn. Chung nu nha bà con, mai chiếu thủy chung nu nhớ chung nha. Rồi 13 là một cây bông trang đỏ lá nhỏ cũng thường chậu luôn. Cây cũng cho tàn rất là ấm nha. Đế thì đế thú luôn. Chiều cao là 30.
chậu nha, tới ngang là 38. Đây, cái này bông lên ngay Tết luôn. Rồi hoành này là 12 13, đây hoành này 13 nha. Còn cái hoành tổng đế là khoảng 35. Đây đế hình thú nha, mã số 13. Đây cái này vô lưu với bà con có giá là 1,6 triệu thôi nha, 1,6 triệu bao gặp cái ship vô không bao làm chậu luôn. Đây cái này em sẽ ship chậu cho bà con luôn. Rồi 14, đây là một cục đá nha, đây là thạch nhũ nha bà con. Đây thạch nhũ này thì nó tạo từ những bọt nước nha, rất là lâu năm, hàng trăm năm mới tạo thành nha, từ những bọt nước nha bà con. Đây đá thạch nhũ này mình về mình chơi tiểu cảnh hoặc mình chưng trong nhà phong thủy rất là tốt nha. Chiều cao 40, hoành tổng là 99. Đây đá thạch nhũ nha, quên hết trường mà con đã coi. Đây quay clip luôn, đây liền lạc luôn nha. Đây màu vàng ngõm lắm luôn nha bà con, đá thạch nhũ nha. Đây đưa đi. Thạch nhũ này mình sẽ đóng thùng xốp đúng không anh? Đúng rồi, này em sẽ gói kỹ cho bà con nha. Đây rất là đẹp, rất là nghệ thuật luôn, từ thiên nhiên tạo thành nha bà con. Đây mã số là 16 14 này nha, đá thạch nhũ này giao lưu với bà con có giá là 1,7 triệu bao ship luôn nha. Đây 1,7 triệu bao gồm phí ship cho bà con luôn, cùng này rất là nặng nha bà con. Đây đá thạch nhũ thì chỉ có 3 cục thôi. Đây rất là nặng nha, rất là to. Đây 15, đây màu vàng óng ánh luôn, rất là đẹp nha. Đây đo chiều cao. Rồi chiều cao là 60, hoành là 105. Đây rất là đẹp nha, thiên nhiên tạo thành luôn, có khía rất đẹp nha, khía cạnh nha. Mã số 15. Đây cái này nặng trên là, cục này nặng trên là 40 kg nha bà con, từ 40 kg trở lên. Rồi đá thạch nhũ em giao lưu với bà con có giá là 2,2 triệu bao ship luôn nha, 2,2 triệu bao ship cho bà con luôn, đá rất là nặng nha. Đây, rồi đây 16, đây cục này nặng trên từ 30-40 kg luôn, luôn cũng lục đá thạch nhũ màu trắng luôn, rất là đẹp nha, từ thiên nhiên tạo thành. Đây ở Lào Cai nha bà con, Cao Bằng. Đây loại này ở Cao Bằng, chiều cao là 52. Đây màu trắng giống như là một hòn núi luôn, một núi rất là đẹp nha. Hoành thân là, hoành bệ là 90. Đây rất là đẹp luôn, con chơi tiểu cảnh một mình chân trong nhà là phong thủy rất là tốt nha. Đây những con này cũng từ hàng trăm năm rồi nha bà con, trong những cái hang động nha. Đây cục này em cho lưu với bà con cũng có giá là 2,2 triệu bao ship luôn nha, bao gồm cái ship toàn quốc luôn. Đây rồi mã số này, cục đá này cũng là cái cuối clip nha. Em cũng xin kính chào bà con và cảm ơn bà con ủng hộ em clip này nha, cảm ơn rất nhiều. Xin chào quý vị và các bạn, hẹn quý vị và các bạn trong các clip sau nha.